đấy. Nào xem nào, ngắm đi. Cân đối hết tất cả mọi chỗ. Sung sướng không? Đấy, cho cái tóc vào tai nào, cho nó lộ khuôn mặt ra này. Đấy, xinh quá luôn. Đấy, cười duyên ơi là duyên nha. Đấy. Hớn hở. Bây giờ cô sẽ gần lắc cho thông cho cái lưng thêm chút nữa đã. Thế xong rồi mới xuống hơi ngải. Thế nào, thấy nó phấn khởi không? Đấy, mắt mũi miệng bây giờ nó thanh quang, trông xinh xắn, cân đối. Mà ấy là kiểu nó hài hòa từ trong ra ngoài cô nên phải thấy nhẹ nhõm là sướng. Phải có đường thêm vào đấy nhá. Không có đấy, nếu mà khi mà như này là hơi nhăn cái chán chút đấy. Hiểu không? Cái này làm là nó cũng sẽ đỡ, giảm thiểu tất cả các nếp nhăn. Nhưng mình, ví dụ mình thiếu đường thì vẫn phải bổ sung vào nhá. Đấy, đường mía Hà Thủ Ô ngày 3 lần mà, mỗi lần 30 viên. Nhanh, nó sáng rỡ hết cả da, cả vùng mắt lại bị thâm thiết rồi. Bổ sung rồi nhá. Phấn khởi không? Hài lòng không? Trời ơi, 5 sao luôn á. 6 sao luôn. 6 sao, 10 sao. 6 sao. Rồi, cảm ơn em nha. Cô cảm ơn. À, tên là gì ở đâu? Chia sẻ nó. Em ở Con Tum. À, đấy, Con Tum là cả ba bà cháu mẹ con ra dạ, đây. Tập đoàn giống nhau đi, cô Vân. À, thì là mẹ là cụ Lý đấy phải không? Cụ Lý Facebook ấy hả? Dạ, thế thì cũng học viên online cô từ bao lâu rồi còn gì nữa? Dạ, đúng rồi đó cô. Cụ Lý. Cụ Lý ở nhà tự học theo cô. Cụ Lý. À đấy, cụ Lý tự làm, cụ Lý phần này. Cụ Lý đi. Hồi đầu mình bảo chứ, thế là cụ Lý trưởng à, sao mà kêu là xưng hẳn được cụ thế nạ thế này. Thế là con gái hay con dâu? Mẹ con gái của mẹ. À nhé. Yeah. Mẹ rất lắm, mẹ chỉ, nhưng mà kêu đi thông báo mẹ học đi rồi mẹ làm cho con. Có đi cô Vân thôi, chỉ có đi cô Vân của em là hôm nay mới ra đến ngày thứ mấy? Hôm nay thứ 5. Thứ 5 à? Thế có biết với cái tốc độ như thế này thì đến 5 ngày nữa đẹp đến đâu? Tinh quá rồi. Em rất là thích, gọi là rất hài lòng. Đấy, làm đẹp bằng tay, tức là chẳng có phải tiêm hay bôi tê gây mê gì hết nè. Chỉ làm bằng tay nhẹ nhàng là không đau mà đau. Mà nó thoải mái cả người luôn á, không phải mỗi cái lên đẹp đâu, thoải mái cái cổ em nhiều. Bởi vì khi mạch máu, khi mình làm cho cái đầu, cái cổ, mặt, các cái nét trên khuôn mặt nó đưa đúng về vị trí ấy, thì mạch máu nó dẫn lên đúng. Thế nó cung cấp máu cho đầu não này, rồi nó dễ chịu, người ta sướng lắm. Ở đây là cô đã bảo là nghe là không chỉ nó đẹp lên về tính thẩm mỹ mà nó lại sức khỏe còn được là nâng cao một cách ngoạn mục luôn, nên là ai cũng thích. Tại vì nó khỏe từ trong mất đúng vị trí cái. Kể cả những người Mỹ mà người Nhật đi về đây chữa bảo là tôi cũng cảm thấy là mọi thứ nó được đưa trở về vị trí của nó và thì đúng rồi, người ta nói rất là chuẩn, tức là cũng đúng là cái điều, cái thông điệp mà mình muốn truyền tải tới mọi người, tức là đưa về cân bằng hết. Em sướng cả người. Thôi nào đứng lên cô lắc cho cái lưng tí chút nữa. Lắc cái đầu anh ấy em sướng. Đỡ cáo là của em mấy hôm nay này.